Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga. Những món đồ giỏm được bảo vệ bằng họng súng. Thực ra, cái gọi là quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần bầu và nên dẹp đi thì tốt hơn. Bởi những gì mà quốc hội thông qua chỉ là hình thức mà thôi. Cơ cấu vận hành của Đảng Cộng sản là Trước khi diễn ra kỳ họp Quốc hội thì Trung ương Đảng đã có cuộc họp để đưa ra quyết sách. Kỳ họp đó gọi là Hội nghị Trung ương. Trước khi diễn ra kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 thì trước đó đã diễn ra Hội nghị Trung ương 2 của Trung ương Đảng khóa 13 rồi. Cho đến bây giờ, Đảng Cộng sản vẫn đang dùng nguyên tắc tập trung dân chủ để triển khai chính sách, một cái nguyên tắc được đưa ra bởi Lenin vào năm 1921 và được áp dụng từ năm 1926. Nguyên tắc này được Đảng Cộng sản định nghĩa là bàn bạc dân chủ chỉ đạo tập trung. Tuy nhiên, thực tế trong Đảng Cộng sản không hề có bàn bạc dân chủ, mà nó chỉ có quy tắc lý của kẻ mạnh. Vì thế, dù có bàn bạc tập thể, nhưng ý kiến lãnh đạo vẫn là thứ mà buộc số đông phải biểu quyết. Nếu có bàn bạc dân chủ thì không thể có cái hiện tượng tạo ra cái suất đặc biệt cho tao như ở đại hội 13 vừa rồi được như vậy thì một khi bàn bạc mà ý chí của người có quyền lực lớn áp đặt lên tập thể thì cái từ dân chủ trong dân chủ tập trung tập trung dân chủ nó không có ý nghĩa nữa mà cuộc họp đó chỉ là sự phổ biến chỉ đạo của lãnh đạo chính vì thế mà trang từ điển trực tuyến Merriam Webster đã định nghĩa rằng nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc của tổ chức Đảng Cộng sản, theo đó các thành viên tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách và bầu cử ở tất cả các cấp nhưng phải tuân theo các quyết định của cấp trên. Nói tóm lại, bản chất là ý kiến của lãnh đạo đưa ra trước Đảng để đám đảng viên gật 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 theo hình thức rồi áp dụng. Chính vì vậy, thế giới vẫn xem chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo là loại nhà nước độc tài toàn trị quay trở lại cơ cấu vận hành của chính quyền Cộng sản. Trung ương đảng gồm 200 người, trong đó có 18 người là ủy viên bộ chính trị và 20 người ủy viên dự khuyết. Khi họp Trung ương đảng, ý kiến của bộ chính trị đưa ra, hầu hết ủy viên Trung ương đảng đều phải gật 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 như là hình thức. Sau đó, ý kiến này được đưa ra tại kỳ họp quốc hội và quốc hội cũng gật gật gật, gật cho có hình thức. Trong 500 đại biểu quốc hội thì hầu hết 200 ủy viên trung ương đều là đại biểu. Còn lại 300 người thì chỉ làm cái nhiệm vụ gật theo chủ trương mà đã đưa ra theo cái nguyên tắc tập trung dân chủ thôi. Để ai cũng gật, các đại biểu trung ương được phân bổ về địa phương để điều khiển cái dàn đồng ca quốc hội gật cho đều và cũng là để kiểm soát luôn cái tỷ lệ gật. Một quốc hội chỉ làm cái công tác gật và là sân diễn cho một vài người có tiếng nói trái chiều cho cái vở kịch khỏi nhàm chán. Thực chất của cái gọi là quốc hội ấy, nó không cần thiết vì nó chỉ làm thủ tục cho quyết định của Đảng, nói chung nó thật là vô ích. Thực chất của cái gọi là quốc hội ấy được Đảng Cộng sản dựng nó lên chỉ để tiêu tốn tiền của dân cho những cái trò nói nhảm của cái đám đại biểu. Mỗi kỳ họp quốc hội kéo dài đến nửa tháng mà mỗi ngày tốn gần 2 tỷ đồng năm 2013 tốn 1 tỷ mà quý vị cứ tính ra cái thời giá hiện nay thì nó là gần 2 tỷ chỉ để gật 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 những cái gì mà hội nghị trung ương đảng trước đó cần từ 2 đến 3 ngày để bàn bạc và quyết định là xong. Chính vì vậy mà thời gian còn lại không biết làm gì nên cái đám đại biểu quốc hội ấy phát biểu ngớ ngẩn cho dân chửi để mà đốt cho hết cái thời gian quy định cho một kỳ họp quốc hội ở chính quyền này nếu không có cái gọi là quốc hội thì nó chẳng khác nào cái chế độ phong kiến cũng cha truyền con nối cũng xem dân là cái thứ ngoài cuộc trong mọi vấn đề của đất nước hiện nay cái bộ mặt của cái gọi là quốc hội ấy đã bị bóc trần và chính quyền này họ đang cố gắng bịt miệng những ai dám nói sự thật về bản chất của nó ngày 17 tháng 3 Ông Nguyễn Huy Hùng có bình luận liên quan đến công tác bầu cử tại đại biểu quốc hội ở trong nhóm Zalo có tên là Đô Thị Đô Nghĩa rằng bầu hay không bầu thì có khác gì nhau đâu các bác, người ta sắp xếp hết rồi. Và thế là ông bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội phạt 7 triệu rưỡi đồng. Ngày 12 tháng 5, trên báo Tuổi Trẻ có bài viết Bộ trưởng Tô Lâm, Công an sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn ngày bầu cử. Một vở kịch vô nghĩa đáng lẽ phải vứt đi, đáng Cộng sản lại đem Công an ra bảo vệ nó. Thực chất cái chủ thuyết chủ nghĩa xã hội ấy cũng là đồ gióm chẳng khác gì cái gọi là quốc hội kia và Đảng Cộng sản cũng bảo vệ đến cùng. Tất cả những cái trò đem súng đạn ra để bảo vệ những cái thứ đồ dởm đồ giả ấy nói cho cùng cũng là vì mục đích phục vụ cho lợi ích của Đảng Cộng sản và các quan chức của nó mà thôi. Chỉ cần vứt cái gọi là quốc hội vào sọt rác thì dân sẽ rất hoan nghênh. Trong kinh tế, nếu độc quyền thì thị trường phải chấp nhận sự áp đặt của doanh nghiệp, còn nếu cạnh tranh thì doanh nghiệp phải chấp nhận sự áp đặt của thị trường, nếu doanh nghiệp nào không chấp nhận được thì bị loại khỏi thị trường. Trong chính trị cũng vậy, độc đảng thì đảng áp đặt ý chí của nó lên toàn dân, còn đa đảng thì toàn dân áp đặt ý chí lên đảng phái, nếu đảng phái nào không chấp nhận sự áp đặt ý chí từ phía nhân dân thì đảng đó sẽ bị loại khỏi nhà nước. Thế thôi chỉ cần thay đổi từ đơn sang đa thì cái thế làm chủ nó sẽ đổi ngôi đó là quy luật tất yếu không thể khác được nói về quốc hội thì quốc hội mỹ hay quốc hội cộng sản việt nam đều chủ yếu là thành phần thuộc đảng phái chính trị có điều là tại mỹ có hai đảng phái có tiềm lực tương đương còn ở việt nam thì có một đảng duy nhất à vấn đề là làm sao để người của đảng phái chính trị phải thực sự đại diện cho dân chứ không phải đại diện cho đảng đấy mới là quan trọng thực tế dân biểu của mỹ cũng là người của một đảng phái chính trị nhưng họ lại là người đại diện cho dân còn đại biểu quốc hội việt nam cũng là người của một đảng phái chính trị nhưng lại không đại diện cho dân mà là đại diện cho đảng vì sao lại có sự khác nhau như vậy vì đơn giản nó là độc đảng còn bên kia là đa đảng như đã nói độc đảng thì đảng áp đặt ý chí lên người dân còn đa đảng thì dân áp đặt ý chí lên đảng phái khi dân mà áp đặt được cái ý chí của mình lên người đại diện thì người đó là đại diện cho dân đúng nghĩa thế thôi tại mỹ hay tại các nước dân chủ khác cũng vậy mỗi dân biểu đại diện cho một địa hạt nào đấy trong bầu cử tại một địa hạt như vậy luôn có hai đối thủ khác đảng cạnh tranh nhau một chiếc ghế trong quốc hội vì thế mỗi dân biểu phải vận động phải diễn thuyết nói chung là phải làm đủ mọi cách để dân tin và bầu cho mình điều đáng nói là Nhiệm kỳ dân biểu rất ngắn, chỉ có 2 năm thôi. Và sau 2 năm, nếu vị dân biểu đó không đáp ứng nguyện vọng của người dân thì điều đó đồng nghĩa với việc chiến thắng sẽ rơi vào tay đối thủ. Với cơ chế như vậy, có dân biểu nào mà dám phớt lờ nguyện vọng của người dân không? Sẽ ít ai dám phản bội dân. Đó là nguyên tắc đảm bảo dân biểu phải vì dân đó quý vị ạ. À. Tại Việt Nam thì ứng cử viên chỉ là đảng viên đảng Cộng sản, thành phần ngoại đảng dưới 5%. Như là lực lượng làm kiển á, không có giá trị phủ quyết luôn nên không cần quan tâm loại này. Chính vì vậy, họ chỉ cần in một cái tờ giấy A4 tóm tắt tiểu sử của ứng viên đó đưa ra cho dân đọc là xong. Ngoài những cái thông tin đó, người dân chẳng biết ông bà đấy có năng lực gì, có thiện chí gì với những người dân mà họ được phân công đại diện đấy là một hình thức áp đặt của đảng lên ý chí người dân vậy thì người đại biểu có trúng cử thì họ đại diện cho ai thưa quý vị mọi người cũng thừa biết rồi chính đảng áp đặt cái ý chí lên người dân thì vị đại biểu đó ngu gì mà làm theo ý dân dân đâu có trút phế cái vai trò đại biểu của họ được trong khi đó thì đảng hoàn toàn loại bỏ vai trò đại biểu của họ được đó nếu mà đảng thấy không có hài lòng Trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng bị loại khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa 15 là một minh chứng. Ông Nhưỡng 58 tuổi bị loại vì lý do quá tuổi ứng cử, nhưng mà ông Trọng 77 tuổi thì lại không hề quá tuổi chút nào. Quốc hội Việt Nam là một tổ chức vô nghĩa nhưng mà ngốn một cái khoản tiền ngân sách không có nhỏ đâu trong đó toàn là những người đại diện cho đảng và gật 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 theo cái chỉ đạo của đảng. Tổ chức nhà nước này nói cho cùng cũng là sân chơi riêng của Đảng Cộng sản thì những nghị quyết đã được Trung ương Đảng quyết rồi thì cần chi mà phải qua Quốc hội làm gì? Giống như những cái trò hề bầu cử trong Quốc hội tháng trước vậy. Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính, Thủ tướng, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã được Đảng quyết định trước đó những 3 tháng. Vậy nên càng phải dẹp bỏ quốc hội để khỏi phải tốn kém thời gian của dân và nhất là khỏi phải tốn tiền thuế của người dân một cách vô ích. Để tinh giảm bộ máy nhà nước, chỉ cần đảng Cộng sản vứt cái mà đảng gọi là quốc hội ấy vào sọt rác là tinh gọn được rất nhiều mà nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái chính sách của đảng cả. Bởi vì từ 76 năm qua, dân chưa hề có một vai trò nào trong nhà nước. Mọi chính sách của chính phủ cứ lấy những cái quyết định của đảng ở các hội nghị trung ương mà triển khai. Còn ngân sách chi tiêu cho cái gọi là quốc hội ấy, đem xây thêm bệnh viện cho dân thì đó là điều thiết thật nhất. Chỉ cần làm như thế thôi thì dân cũng đã hoan nghênh rồi. Độc đảng thì làm gì có đại diện cho dân? Màn kịch cũ rích ai cũng hiểu cả. Đảng đem ra diễn hoài để làm gì?